Và tiếp theo chúng con xin kính mời câu hỏi em ấy Hoa Thiện Sóc Trăng, nhóm cộng tu Liên Trì, và chúng con kính mời chị Định Nghi chuẩn bị. Dạ, được rồi bác hỏi đi bác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào chư tôn đức tăng ni, kính chào thầy Diệu Âm Tịnh Hải, và con xin kính chào ban tổ chức đường Nôn cùng các chư vị đồng tu trên đường tu. Kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, hôm nay con có một câu hỏi, kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ để con có thể tham gia vào ban đi hộ niệm và tránh những điều sơ suất khi đi hộ niệm. Bạch thầy, vừa rồi đạo tràng con có đi tham gia nhận một ca hộ niệm, nhưng mà khi đi tới nhận ca, ông trưởng ban ổng chỉ nói rằng đi chỉ cần quy y cho quan gia trái chủ, và nghe ông nói rằng quy y cho quan gia trái chủ để quan gia trái chủ không không làm khó khăn, không gây phiền não, không gây sự khó khăn cho người bệnh. Và khi điều giải quan gia trái chủ thì chỉ là sám hối, kêu người bệnh sám hối, và nói có thể nói là điều giải một cách gọn nhẹ thôi, chứ không có đi sâu vấn đề. Như vậy con xin thầy từ bi chỉ dạy con, mà có thể người hướng dẫn, người trưởng ban có thể là quy y cho quan gia trái chủ được hay không, và điều giải một cách đơn giản, quan gia trái chủ có thể tha thứ cho người bệnh hay không. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con để cho con được rõ, tránh những điều sơ xuất khi con đi nhận ca hộ niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cảm tạ công đức của thầy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đi hộ niệm, chúng ta có cái phần gọi là điều giải oán thân trái chủ. Thì khi điều giải như vậy, nếu mà ở đó có vị thầy thì vị thầy có thể khuyên những vị đó là phát tâm quy y Tam Bảo, thì cái vị thầy đó đủ cái tư cách chứng minh cho họ quy y Tam Bảo. Và xin thưa được là quy y Tam Bảo là những cái vị oán thân trái chủ có tự nguyện quy y thì chúng ta mới quy y cho các ngài, không có tự nguyện quy y thì chúng ta chỉ nên khuyên các ngài quy y là đúng nhất. Với hơn nữa là cái Phật tử tại gia chúng ta cũng không có cái tư cách để mà truyền thọ tam quy ngũ giới gì đối với các vị oán thân trái chủ đâu, mà chúng ta đã thành tâm khuyên chư vị đó hãy quy y Phật, quy pháp, quy tăng, làm thiện bỏ ác đi. Chúng ta thành tâm khuyên họ là cái điều rất là đúng, điều rất là đúng, không có cái gì cả. Còn điều giải oán thân trái chủ, người oán thân trái chủ có nghe không thì cái đó cũng tùy, có nhiều lúc nghe, có nhiều lúc không nghe thì chúng ta cũng chịu thua. Tại vì khuyên can điều giải giúp cho họ ngộ ra con đường Phật Pháp, bỏ ác làm thiện để mong cho được giải thoát là cái điều đúng. Còn người ta có nghe không là cái chuyện của người ta. Muốn mà cái cuộc điều giải đó có cái cảm ứng tốt, có thành tựu tốt thì chính những người điều giải với cái tâm thành tâm kính đem tất cả cái tâm thiện lành của mình ra mà năn nỉ khuyên họ, thì có lẽ họ cũng được cảm ứng vô cùng. Và nhất là cái ban hộ niệm mà có cái tâm thành, gia đình có cái tâm thành, người bệnh có cái tâm thành, thường thường có chư thiên long hộ pháp ẩn thân gia trì. Ẩn thân gia trì, ẩn thân là ẩn thân đối với mình không thấy, chứ chư vị ẩn thân trái chủ các ngài có thể thấy ra những vị hộ pháp đang hộ pháp cho mình. Chính các ngài có cái đức lớn hơn mình, có năng lực mạnh hơn mình, các vị oán thân trai chủ vẫn phải nể vì hơn mình.
Cho nên thường thường Duy Âm nói là chư vị đi tham gia hộ niệm nên có cái tinh thần là cung kính chư vị hộ pháp, chư thiên long hộ pháp, chư vị sẽ được lợi lạc vô biên. Cung kính bằng cách nào? Đừng bao giờ tự ngã mạn mà làm bướng bỉnh. Ví dụ như trong kinh Phật nói là các ngài thiên thần hộ pháp, các vị Bồ Tát, các ngài không chấp nhận cái mùi hôi tanh của ngũ tăng. Thì chúng ta muốn được các ngài hộ pháp đó thương tình bảo vệ cho mình thì chúng ta phải có cái lòng cung kính, là thương những cái gì các ngài thương nên bỏ những cái gì các ngài ghét. Không phải là vì cái quyền lợi chúng ta mà làm, tức là thực sự cung kính các ngài mà chúng ta làm để chúng ta hướng được quyền lợi, chứ không phải chúng ta niệm Phật mà không cung kính các ngài chúng ta có thể đạt được cái quyền lợi tối đa đâu. Cho nên mong chư vị là muốn được chư hộ pháp bảo vệ cho mình tới cùng thì chúng ta phải cung kính kính các ngài. Các ngài không chấp nhận mùa đó mà ta không có chịu bỏ cái ngày đó thì các ngài biết rằng là mình đã biết như vậy mà vì khinh thường các ngài không làm cho nên các ngài không bảo vệ mình, thì sự điều giải cũng rất là khó khăn. Chính ban hộ niệm cũng chưa chắc gì đủ đức độ đế nói một vài lời mà chư vị quán thân trai chủ, chư vị quý thần nghe lời đâu, mà các ngài đó vì nể vị, vì kính trọng vị các vị hộ pháp, kính trọng chư vị Bồ Tát, mà các vị đó chỉ cần ra lệnh một tiếng, nói một tiếng, các vị quán thân trai chủ có thể nghe. Cho nên mong chư vị cũng là điều giải rất còn sự cung kính chư thiện thần hộ pháp để chúng ta được lợi lạc. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân thầy.